đêm bối rối, anh còn nhớ em và còn nhớ em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. What did you say? Yeah, yeah. Về Việt Nam phải không? Thích không? Đẹp hả? Cái này là lái, lái và không còn là tay luôn, lái tự động. Mua đi, mua đi. Cái này là very fast. 402 horsepower. Woo! Đó, con trai ấy, hả? Bạn tên gì? Hả? Bạn tên gì? Anh Hey, you like nice car? This is Vietnamese car. Vietnamese car, can you believe it? Hả? Cái này bán nhiêu hả? Cái này nó bán 52.000. Cảm ơn. Gặp bạn Việt Nam trẻ tuổi hỏi thăm, thấy mình lái khoái quá. Bạn Việt Nam trẻ hỏi thăm xe mình, nói là xe đẹp. Đây là lần thứ nhì vậy các bạn. Lần thứ nhì trong tuần này gặp. Cách đây mấy ngày cũng có một bạn, bạn trai khoảng hai mấy tuổi. Đi xe Honda sát xe mình rồi Toyota chứ tới khen mình xe đẹp. Bữa nay thì có cái bạn này đi xe Toyota RAV4. Bạn hỏi bao nhiêu tiền? Hỏi xe này bao nhiêu tiền? Nói 52.000. Bạn trẻ có đứa con trai đó. Biết quay phim mình không còn điện thoại để trước mặt. Hồi nãy thì hai bố con Việt Nam, bây giờ hai bố con Việt Nam đi ngang xe mình, khen mình xe đẹp, hỏi bao nhiêu tiền, bán bao nhiêu. Bạn đó là bạn trai cũng biết xe VinFast, biết. Còn hai mẹ con sau xe mình thì đi xe Honda, Honda CR-V. Đấy, đứa con cầm máy điện thoại để chụp hình, chụp hình hay là quay phim mình. Để ý thấy mấy người họ, mấy người Việt Nam, phần nhiều mấy người Việt Nam, người Mỹ thì họ không quan tâm đến, họ nhìn xe VinFast họ hỏi thăm thôi, chứ còn họ không có chụp hình. Còn người Việt Nam mình đó, mấy người mà chụp hình đó là mấy người họ thích xe VinFast, họ hâm mộ xe VinFast VF8.
nên họ mới chụp hình. Chứ còn họ ghét á, họ không bao giờ họ chụp hình. Dude.